Friday chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello các bạn fan của chị Panda nha. Các bạn biết tại sao hôm nay chị Panda đến cái khu lạ quắc lạ quơ này không? Chị Panda nghe mấy ông dân làng ở bên kia đồn á là ở bên cái khu này có cái chỗ cắm trại đẹp dữ lắm, cho nên chị Panda quyết định là hôm nay chị Panda sẽ qua bên đây tìm chỗ để cắm trại nha. Nhưng mà chị Panda đi hơi lâu rồi nhưng không thấy cái chỗ cắm trại ở đâu hết á, không biết có đi lạc đường không nữa. Hơi mệt muốn chết luôn á. Ô, cái đó cái gì vậy ta? Wow! Rốt cuộc chị Panda cũng đến cái chỗ để mà cắm trại rồi nè. Trời ơi, chị Panda đi hổm rài quá trời lâu, thật là mệt luôn đó. Đúng là cái khu này đẹp thiệt luôn á, như lời mấy ông dân làng đồn luôn nè. Wow! Ủa bên kia có gì nữa vậy ta? Để chị Panda qua bển xem coi nha. Không biết người ta bán cái gì ở bên này nữa nè. Để chị Panda xem nào. Wow! Tối, khu cắm trại này xịn nha. Có bán hộp pizza nè. Rồi, ôi, các cái đồ ăn này hình như là mấy món ăn của Nhật thì phải. Wow! Vậy mà chị Panda sợ không có đồ ăn, chị Panda dở đồ ăn theo quá chừng luôn mấy bạn ơi. Biết vậy mình dở theo ít ít thôi cho đỡ nặng ha. Thôi thôi, trước tiên thì chị Panda sẽ đi tìm cái chỗ nào đó thì chị Panda cắm trại coi. À, chỗ nào đẹp đẹp đây. Cái người ở bên kia thì cắm ngay cái chỗ đó rồi. Chị Panda thì thích nhìn ra biển. Wow, chị Panda sẽ cắm ở đây và đi ra ngoài này để mà tắm biển luôn. Wow, biển đẹp quá các bạn ơi. Vậy thì chị Panda sẽ quyết định cắm trại ở chỗ này nha. Ô, chưa có làm hết mà đã đói bụng rồi. Để chị Panda mở cái cặp của chị Panda ra nè. Có đồ ăn nè, có thịt nè, và có bánh nữa. Ăn miếng thịt trước cái đã. Nhâm 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 nhâm. Thịt dai quá các bạn ơi. Giờ mình chị Panda sẽ cắm trại ở chỗ này nha. Quay ra hướng biển nè. Bèo. Lấy cái túi ngủ đặt ra luôn nè. Còn đèn nữa, chị Panda sợ tối lắm cho nên chị Panda sẽ đặt 4 cái bóng đèn luôn nha. Tỉ hở tối chị Panda còn thấy đường nữa. 2 bóng bên đây. Rồi chị Panda sẽ đặt luôn 2 bóng ở bên này nha. Bây giờ thì chị Panda có được cái chỗ ngủ rồi nè. Và sau đó mình sẽ đặt cái khúc cây đến đây để mình ngồi để mà ngắm biển nha. Wow, chị Panda đã có được cái lều và mấy cái bóng đèn sáng bên đây nè, đẹp chưa? Bây giờ thì chị Panda đã có lều, có chỗ ngủ rồi. Thì để chị Panda qua cái chỗ bên kia coi có gì chơi không nha. Chị Panda thấy người ta dựng ở đây quá chừng luôn nè. Cái gì bên đây vậy? Ồ, cái này là hình như để bắn cung thì phải. Mình có thể đứng ở đây và canh bắn vô cái cục len đó đó. Không biết bắn trúng vậy có thưởng không nữa. Cho nên chị Panda quyết định đi vòng vòng. Ôi sao có táo ở đây nữa. Không biết ông dân làng này cho ổng gặp mình á, ổng mừng quá hay sao á, ổng tặng cho mình 2 trái táo của ổng. Cho nên chị Panda lấy luôn. Cảm ơn ông dân làng nha. Còn cái ngôi nhà trong này là gì vậy ta? Ồ, không biết nhà của ai hết cho nên mình không có vào đâu. Còn cái này nữa, chắc là nơi để người ta tập luyện thể thao hay sao ấy. Từ nào giờ chị Panda cũng chưa thấy cái chỗ này nữa, lạ quá. Để chị Panda đi vòng vòng xem coi. Không có đường vào mà cũng không có cần gạt hay nút bấm gì để mình vào hết vậy ta. Thôi bên này không có trò chơi gì vui hết cho nên chị Panda không có ở bên này chơi nữa đâu nha. Bây giờ chị Panda sẽ quyết định là ra biển câu cá để giải trí nó vui hơn á. Tại vì á, câu cá mình sẽ có cá mình ăn luôn, nó rất là tiện đúng không nè. Ủa cái gì đấy? Ô, tự nhiên có thuốc súng như thang ở đây, sướng vậy ta. Đi chơi còn lượm được đồ nữa nè. Không biết là cũng mấy cái chắc là con beeper nó mới đổ đây á thì phải. Bây giờ chị Panda sẽ qua đây câu cá mới được. Oh my god. Thôi chị Panda chưa câu cá gì hết mà trời đã tối luôn rồi. Mau tối ghê luôn á, chưa có làm được gì hết trơn luôn á. Mà cái biển hôm nay rất là vắng lặng luôn. Thôi thôi, giờ tối quá rồi chị Panda phải đi ngủ thôi chứ để không thôi á, zombie đồ á, nó lựa nó cắn thì sao đúng không nè. Thôi đi vô ngủ lại đi. Nhấn vào cái giường nè. Trời ơi, mới nằm xuống ngủ có tí xíu mà sáng bét rồi, nhanh quá vậy nè. Sáng ra hít thở không khí trong lành thật là khỏe khoắn luôn đó mấy bạn ơi. Nhưng mà giờ cũng đói bụng rồi, thôi đi qua bên này á mua đồ ăn Nhật ăn nha, chứ hôm qua đây ăn mấy cái đồ ăn mình đem theo cũng ngán lắm rồi. Wow, ngon quá nè. Ông dân làng ơi, ông bán cho tôi cái bánh pizza này nha. Tôi á rất thích ăn pizza luôn đó. Nhâm 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 nhâm. Ủa, mình mới có lấy ra thôi, chưa có ăn được. Khi nào mà mình ăn thì mình phải cầm lên trên tay này mới ăn được nha. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon ghê luôn đó. Ủa sao ăn vô nó sủi bong bóng rất nhiều quá vậy nè. Ô, mình ăn như cái này vô mình thấy đào nhanh và hồi phục được luôn á. Ô, cái ông này bán đồ ăn xịn ghê luôn đó nha. Lần sau á mình đến đây chơi mình sẽ mua nhiều nhiều đồ ăn này để đem về ăn luôn á. Ngon quá. Ô, ở đây có thùng thư công cộng nữa hả? Không biết có ai gửi thư cho mình không nha. Ô, thư của Happy
gửi cho mình nè, để mình đọc xem có Happy gửi cho mình cái gì vậy ta. Chị Banda ơi, dân làng bên sa mạc đang bị quái vật tấn công kìa, chị mau mau về gấp để cứu dân làng đi. Ủa các bạn ơi, tại sao dân làng lại bị quái vật tấn công vậy nè? Chắc là một mình Happy không chống cự lại nổi cho nên mới hả kêu chị Banda về đại. Thôi bây giờ chị Banda qua gom đồ về đại để hả giải cứu dân làng bên sa mạc nha, chứ không thể nào để mấy con nó tấn công hết. Dân làng tụng hẹp dân làng lắm, thôi dọn đồ về đại thôi. Sao những lúc gấp rút như thế này mình chạy về nhà thấy nó thiệt là lâu làm sao đâu đó các bạn ơi. Nhưng mà chị Banda vừa chạy vừa suy nghĩ không biết là cách nào để giải cứu dân làng sa mạc nữa. Làng mình còn lo chưa xong nữa mà mình còn phải đi lo qua cái làng sa mạc nữa. Ôi, thiệt là mệt mỏi luôn đó. Cho nên chị Banda mới quyết định một cái ý nghĩ thật là sâu sắc và chín chắn luôn nè. Chị Banda nói cho mấy bạn nghe là sẽ vừa lòng liền. Sẵn chị Banda đi ngang nhà ông thợ rèn mà các bạn thấy không? Đó, nhà ông thợ rèn nằm đằng đây, mình có thể quẹo vô lựa một món nào đó về xài thôi, chứ mà đi kiếm đồ thiệt là lâu luôn á. Ông có cái gì đây? Giáp kim cương hả? Mượn bộ giáp kim cương nghe ông thợ rèn ơi. Không có ổng nhà ông ta. Không có ông thợ rèn ở nhà nhưng mà không sao đâu, ông thợ rèn rất là dễ. Tại vì chị Banda thường qua nhà ông thợ rèn chơi mà đúng không? Ổng quen với chị lâu rồi. Nhưng mà bộ giáp không thì sẽ không đủ đâu. Chị Banda nghĩ không đủ cho nên chị Banda phải vào nhà coi có gì không. Ủa nhà ổng có cái đường hầm như này nữa hả? Ôi ghê quá, không biết ổng giấu cái gì ở dưới nữa. Còn cái đường nó có gì không? Cuốn sách triệu hồi kiếm thần hả? Wow, sách triệu hồi kiếm thần. Để chị Banda lấy ra dùng thử coi nha. Triệu hồi mà cách nào đây? Mình phải đem về nhà mình nghiên cứu mới được. Khoan, sẵn ở đây mình nghiên cứu đi, được không được mình trả lời cho ổng chứ mà. Mình đem về nhà nữa hồi có gì đem qua trả xa lắm. Ồ, có kiếm level 1 và level 2, 3, 4, 5 và full level luôn. Thì chị Banda sẽ chọn cái cây full level chứ sẽ không chọn 1, 2, 3 chi mất công đúng không nè. Bây giờ chị Banda sẽ chọn cái full level nha. Wow, có cây kiếm thần thật sự luôn nè. Thôi, lần đầu tiên chị Banda thấy cây kiếm nó đẹp như thế này luôn đó. Nó vừa có vàng vừa có sắt ở trong đó luôn nè. Không ngờ ông thợ rèn lúc này ổng nâng cao tay nghề, ổng dữ thiệt luôn đó. Ổng ép cây kiếm này trong cuốn sách luôn, quá dữ dội. Để chị Banda thử coi nó có những tuyệt chiêu gì hay không nè, xem coi nó mạnh cỡ nào nha. Để chị Banda đi tìm mấy con heo coi mới được, chứ tại vì ở đây thì dân làng đông quá mình không thể nào thử được. Dân làng sẽ ngụm củ tỏi hết thì sao đúng không nè. Heo đâu rồi, hồi nãy chị Banda đi đường này về thấy có một chuồng heo ở đây, mượn mấy con heo á thử kiếm chút nha mấy ông dân làng. Oh my god, không có cánh cửa nữa. Để chị Banda đập cái cửa cái hàng rào này ra nha, mượn mấy con heo một chút xíu mới được. Ra đây nè heo ơi. Ọp đâu rồi? Bình chéo. Wow, tuyệt chiêu này là tuyệt chiêu xả khói. Oh my god, mình có thể đổi tuyệt chiêu không nè? Tuyệt chiêu này không xài đâu, tuyệt chiêu này nó biến lùm lum hết à. Bây giờ chị sẽ sử dụng tuyệt chiêu kế tiếp nha. Ôi vô đây khói bịt mù thế. 1, 2, 3. Ui cái gì đây? Ôi chị Banda nghe nổ nhưng mà không biết nó nổ ở đâu. Bây giờ chị Banda sẽ đổi qua tuyệt chiêu là triệu hồi mướp. Thì ra là mình đã triệu hồi ra được mấy em dơi. Nhưng mà không biết mấy em dơi này có tác dụng gì không. Tự nhiên triệu hồi ra xong rồi nó cũng đứt bóng luôn nữa. Và tuyệt chiêu kế tiếp đó không biết là gì nữa đây. Mấy con heo đâu rồi? Ông dân làng biến rằng con heo thế. 1, 2, 3. Triệu hồi skeleton cầm kiếm vàng. Để coi coi nó có biết bảo vệ chị Banda không nha. Chị Banda đánh con heo rồi. Đánh con heo nè. Ôi nó ngu quá, nó không biết đánh con heo. Nhưng mà nhiều khi nó gặp quá vật chắc là nó sẽ đánh phụ chị Banda ha. Để chị Banda xem coi còn tuyệt chiêu gì nữa không nha. Tuyệt chiêu gì đây? Phóng kiếm vàng. Wow, tuyệt chiêu này xịn nè. Phóng nè. Wow, chị Banda thích cái tuyệt chiêu này rồi đó nha. Bây giờ thì chị Banda sẽ nhanh lên đường đi qua cái ngôi làng sa mạc để giải cứu những ông dân làng bên sa mạc liền mới được. Chạy nhanh thôi. Rốt cuộc chị cũng đã đến được sa mạc rồi nè. Đi thật là lâu luôn mới tới đó nha. Thấy rồi, chị Banda thấy mấy cái con khô tàn này nó đang dí dân làng luôn mấy bạn ơi. Không thể nào chối cãi được. Thôi cái thằng nhỏ đó mà nó dám dí ông dân làng thật là đáng ghét. Mày cho mày một tuyệt chiêu nè, bốc khói nè, đứt bóng đi con. Chị Banda phải đổi tuyệt chiêu mới được, cái tuyệt chiêu đó nó ngu quá. Đâu hết rồi. Ui kìa, chị Banda phải đổi cái tuyệt chiêu là vàng mới được. Triệu hồi skeleton, đánh đi con. Ê mấy cái con này triệu hồi ra thật là bằng không luôn á, cho nên đừng xài cái chiêu đó. Đây tuyệt chiêu phóng kiếm nè.
Bây giờ tốt nhất là mình phải chạy nhanh vào làng để cứu mới được. Chứ nếu không hả dân làng hả, người ta sợ quá, người ta sẽ bỏ chạy hết. Không ai sống ở bên làng sa mạc nữa hết đó. Wow, dân làng tập trung đông ghê luôn đó. Mấy con khô tàn đâu hết rồi, mau ra đây. Ủa sao không thấy con khô tàn nữa hết vậy? Không lẽ mình chạy qua đây hả là mấy con khô tàn nó đã tự té ra chết hết rồi. Để mình đi vòng vòng mình xem nha. Có một con bò đang đứng ở trong cái chuồng bò. Và có một con golem. Ồ, làng này cũng có golem nữa. Vậy là chị Banda nghĩ golem nó đã đánh con khô tàn rồi. Vậy là ngôi làng này chắc là không cần mình giải cứu nữa đâu ha. Chứ hả chị Banda thấy có còn con nào nữa đâu đúng không? Ồ, bên kia có kim tự tháp kìa. Để chị Banda qua bên bển xem coi có kho báu gì không. Mình lấy về mình xài luôn, sẵn cái chuyến đi của mình đúng không nè. Chị Banda thấy bên cái làng sa mạc này có cái gì đâu mà hả còn la cho dữ. Ồ ồ, cái gì vậy? Mày cái con chị Banda ghét nhất là cái con mấy con khô tàn này. À, xuất hiện hả, tuyệt chiêu nè. Kiếm vàng, phóng kiếm vàng nè. Ôi, phóng bằng kim tự tháp bên đó luôn. Tuyệt chiêu phóng kiếm của chị thì đừng hòng mà khỏi tránh khỏi nha. Bẻo. Mấy bạn có thấy không, cây kiếm của chị Banda hả, nó lủi thẳng vô trong nó luôn đó. Tụi hợp xuống nè, tụi chúng lần hai con luôn. Còn gì để nói nữa, hình như cây kiếm của chị nó hút mấy con này vô phải đó. Ồ, xịn. Các bạn nhìn nè, nó hút luôn cái con đứng kế bên vô luôn nha. Phóng nè. Chị Banda dụ đi xa xa ra cho các bạn nhìn xem cây kiếm này á, nó xịn và nó chất lượng cỡ nào nha. Bây giờ những con kia đi riêng đúng không, nó sẽ rút vô luôn nè. Đó. Oh my god. Trời, không ngờ cái kiếm của ông thợ rèn này không làm chị thất vọng luôn đó nha. Nó thấy chị cầm cái kiếm này nó sợ luôn, nó đâu có dám lại gần luôn luôn nè, thấy chưa? Đi ngang nó luôn nè. Phóng nè. Hình như cái kiếm này tự biết hả, bẻ lái để trúng vô mấy con này luôn nè. Chị Banda tuy là phóng tầm bậy tầm bạ, nó vẫn lủi vô ngay mấy cái con này luôn nè nha. 1, 2, 3 in treo. Để chị Banda lại xem coi còn em nào nữa không. Chị Banda tiêu diệt luôn cho nó một lượt luôn nha. Ô, tụi ơi, mày đập chạy hết ra lại hả? Các bạn có biết là chị Banda rất ghét mấy cái con zombie con luôn không? Trời ơi, đáng ghét, cho lên đường hết luôn nè. Lên dĩa hết rồi. Wow, tụi cái kiếm này nó làm. Ôi trời ơi, ở dưới này còn đông thế, biết kiếm đường chui lên nữa hả? Được rồi, để chị Banda cho lên, cho lên đây cho dễ, để hả cho thông thoáng nha. Lên đây nè mấy em, bu lên đây. Làng sa mạc sắp được chị Banda giải cứu thành công rồi. Trời ơi, nó còn không biết đường lên. Chị Banda thả cho nó lên mà nó không biết đường lên nữa. Ô, thần linh ơi, ở dưới này còn một đám thật là đông luôn. Ta sẽ giải cứu cho tụi bay lên đây. Chị Banda sẽ là một người tốt bụng để giải cứu mấy cái em khô tàn này lên nha. Lấy cái kiếm để đập cái lóc này lâu thiệt đó. Ô, lên. Mấy em nó lên tới rồi. À, đã lên tới đây. Oh my god, tại sao chị Banda lại giải cứu nó mà mình bị lọt xuống cái hố này vậy? Đây, lên đông rồi nè. 1, 2, 3 in treo. Lần đầu tiên trong đời chị Banda thấy cây kiếm này là xịn nhất luôn đó nha. In treo lúng xuống nè. Khô tàn hả? Bây giờ chị Banda cho nó hả khô mà khô quéo luôn đó, chứ không phải là khô tàn bình thường nữa. Đây nè, dẫn đi theo chị Banda xa xa thì chị Banda sẽ cho hả thấy được cái cảnh lợi hại của chị Banda. In treo lúng nè. Ô, cái kiếm này mình đánh không có biết mệt luôn đó nha. Ồ, còn mấy em lúc nãy nó đâu rồi ta? Để chị Banda kỳ này dẫn nó đi xa hơn nha. Chứ đi mới có nhiều đó gần quá, mình cho nó lên đường sớm thì cũng thấy tội nghiệp. Đặt cái chỗ này đi. Đó, lên đi mấy cơn. Wow. Lên đây. Wow, chuẩn bị lên tới, nó còn cầm cái miếng thịt của đồng đội của nó luôn kìa. Miếng thịt thúi á. Lên đây, đi theo nè. Mình sẽ dẫn mấy em này đi du sơn ngoạn thủy nha. Đi ngắm hết cái cảnh của sa mạc nè. Trời sắp tối luôn rồi kìa, đi theo nè, đi. Ôi, nó đi chậm thế. Sao chị Banda nhớ lúc trước đi nhanh lắm mà ta? Không ngờ bây giờ nó đi chậm như thế. Chắc là nó thấy chị Banda cầm cây kiếm hay gì á, nó không dám đi theo luôn rồi nè. Ình treo, cho nó lên đường sớm nha mấy bạn ơi. Chứ kiểu này hả, nó đi theo biết chừng nào mới tới. Trời đói bụng quá, ăn thôi mới được. Nhầm. Ô trời, mau tối thế kia, mặt trăng lên luôn rồi kìa. Tối nay không biết mình ngủ ở đâu luôn nữa đó. Thôi bây giờ chị Banda phải quay lại cái làng đó để kiếm chỗ ngủ mới được. Chứ chị Banda đi nãy giờ xa quá rồi. Ôi sợ quá, mình phải lại cái hướng. Ở bên kia có đèn sáng sáng nữa kìa. Không biết có chỗ ngủ không ha. Mặt trời lặn luôn rồi. Ôi sợ quá, đêm tới rồi. Nhưng mà có cái kiếm này trong tay thì không còn sợ nữa nha. Ình chéo. Tụi sấm sét mình phải hết hồn luôn đó mấy bạn. Ban đêm, ô, có con golem. Con golem nó bảo vệ dân làng. Trời, mày đã đánh chết bé golem mà cho mày lên đường luôn. Cho lên đường hết. Nó dám trong đây hại con golem của làng luôn mấy bạn ơi, ghê quá.
Bây giờ chị Banda phải ngủ sớm thôi, để tối chị Banda không có thấy đường. Thôi sáng rồi, bây giờ thì sáng rồi chị Banda phải đi về làng của chị Banda mới được. Chứ ở bên đây thì chị đã giải quyết xong mấy cái con khô tàn cho dân làng bên đây rồi nha. Không biết chị Banda biết đường về không nữa. Lúc mà đi á thì chạy thấy rất là nhanh luôn, nhưng mà về thì thấy nó lâu quá các bạn ơi. Oh my god, bây giờ chị đã hiểu tại sao cái làng bên đây nó không có giàu nổi rồi. Tại vì á nó gần với mấy cái bọn Belizer nè, mấy bạn có thấy nhà của nó không? Đói bụng quá nên chị Banda ăn một cái nha. Để chị Banda qua bển xem coi nó chiếm được cái gì của dân làng rồi. Nếu như mà nó chiếm nhiều quá thì chị phải đuổi bọn nó đi để mà giải cứu dân làng luôn nha. Kìa kìa, nó đứng kìa, thấy chưa? Thấy bọn nó luôn quanh chưa? Chưa gì hết mà đã nhào vô để đánh rồi hả? Đây chạy trước thì là thượng sách nha. Từ từ chị Banda sẽ dùng đổi tuyệt chiêu của chị Banda xong rồi chị mới đánh nó được. Đây, kiếm vàng nè. Trời ơi, không có gì khó hết. Đối với chị Banda là không có gì khó hết nha mấy bạn. Ủa sao hôm nay có hai tên vậy ta? Hai tên ở đây nữa hả? Cho lúng xuống cát luôn. Trời ơi, đối với chị Banda hả? Mấy bé này bây giờ chỉ là những con bún thôi. In chéo. Trời ơi, tao gửi bắn cung hả? Bắn cung nè, bắn tên, bắn cung. Trời, đứng sau lưng quánh lén hả? Chơi dơ. Dơ nè, dơ gái hèn hạ nè. Ôi chạy. Ôi còn phải bắn dơ nè. Ôi còn một em đây nữa. Ôi cái em cầm cờ đâu ta? Lấy cái kiếm này quất luôn nè, khỏi cho kịp bắn luôn. Trời ơi, còn hả bày đặt làm hả mấy cái con người rơm ở đây nữa chứ. Ai đâu mà sợ. Không ngờ mấy bạn có để ý không, cây kiếm này nó to quá hả, nó đè một lần hả mấy tên rớt xuống ịnh chéo. Ê, đứng đằng xa xa nữa kìa, phóng lén hả. Ôi cháy luôn. Nó bị cháy xong rồi nó lúng xuống hố rồi xong rồi nó không lên được. Ủa còn rác bắn nữa chứ. Bắn nè. Trời ơi, làm sao mà được, đúng không nè. Ôi ở đâu mà nó hiện hồn lên nhanh thế, thật không thể tin luôn đó. Lúc nãy chị đâu có thấy ai đâu đúng không? Mình phải lên tiêu diệt cái thằng cầm cờ mới được. Cái thằng cầm cờ hình như là lúc nào nó cũng trốn ở trong này hết nè. Nó để cho mấy cái thằng đàn em của nó ra đánh, còn nó thì nó vô đây nó trốn. Bạn ơi nó khôn lắm, nó không bao giờ xuất hiện ở ngoài đâu. Có khoai tây hả? Ô có kinh nghiệm nữa hả? Trời ơi, thì ra là chị Banda nghĩ cái này là nó qua bên làng và nó lấy á, chứ nó làm gì nó có đúng không nè. Chị Banda đã lên tới trên rồi nhưng mà không thấy cái tên cầm cờ ở đâu hết, thì bây giờ chị Banda phải đi xuống mới được chứ không thấy nó. Ôi lên đây hả, bu lên đây để nó kiếm chị Banda nè. Bắn hả? Ôi sao ở đâu mà nó xuất hiện hoài vậy ta? Hình như là nó đi đâu á, bây giờ á nó quanh về thì phải. Có Golem này nè, tụi nó bắt Golem của làng nó nhốt ở đây. Thật là đáng ghét và đê tiện, để chị Banda lấy đồ ra. Không, chị Banda không có rìu, không có gì hết, làm sao mà đào cho nhanh. Mày nè, lấy cái kiếm này chặt cái hàng rào ra. Ủa cái kiếm này chặt nhanh đó. Tao dám bắn chị Banda. Ủa Golem đâu rồi? Oh my god, hôm nay con Golem bị chị Banda đánh chết. Oh my god, cái kiếm của chị Banda này thật là hư. Bây giờ chị Banda phải đào ra cứu con Golem này mới được. Ôi còn một cái nữa sao? Ôi chị Banda mới thấy thằng cầm cờ. Mày nãy giờ mới thấy thằng cầm cờ rồi Golem đứt bóng theo cái kiếm của chị luôn rồi các bạn. Nếu như mà đứng gần gần là phải lên đường luôn á. Đánh được thằng cầm cờ rồi nhưng mà vẫn còn mấy cái tên này đáng ghét quá. Đúng là cái bọn hả xấu xa. Trời ơi ăn không kịp với nó luôn. In chéo. Rốt cuộc thì chị Banda cũng đuổi được cái bọn Belizer đi rồi. Và nếu các bạn thích clip này của chị Banda thì các bạn hãy nhớ nhấn like cho chị Banda nha. Và chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nè. Bye bye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đâu nha. Không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam đâu nha. Nhớ chưa?